Chương Viên Giác. Một, Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Viên Giác Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lại Phật và chắp tay quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con rộng nối các phương tiện để nhập viên giác thanh tịnh, khiến cho chúng sanh đời sau đặng lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, chúng con ngày nay đã được khai ngộ rồi. Nếu sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh đời sau chưa được khai ngộ, thì làm sao an cư để tu tập cảnh giới viên giác thanh tịnh này? Và ba pháp quán thanh tịnh trong viên giác đây phải tu pháp nào trước? Cúi xin Đức Đại Bi vì đại chúng và chúng sanh đời sau bố thí cho chúng con được lợi ích lớn. Ngài Viên Giác Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính lạy với chư Phật rồi trở lui. Lược giải. Đoạn này Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật có hai câu: một, làm sao an cư tu viên giác thanh tịnh; hai, ba môn quán thanh tịnh nên tu pháp nào trước. Chữ viên giác Bồ Tát, viên giác là giác viên mãn. Từ trước đến đây, Phật đã nhiều lần chỉ dạy phương pháp tu hành để phá trừ vô minh và chứng nhập viên giác. Nhưng đứng về phương diện tu hành, không phải tu nhất thời mà chứng được viên giác. Phải lần lượt như người lau gương, lau nhiều bụi mới sạch. Bụi càng sạch thì gương càng sáng, sáng sạch đến chỗ hoàn toàn là dụ cho viên giác. Xin nhắc lại, trước về chương tịnh chư nghiệp chướng là dạy hành giả làm cho sạch các nghiệp chướng, nhưng giác tánh chưa được phổ biến. Đến chương phổ giác, Bồ Tát cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để cho giác tánh được phổ biến, nhưng chưa viên. Đến chương viên giác là nói giác tánh viên mãn. Chương này Bồ Tát hỏi Phật về việc an cư và tu ba pháp quán, toàn chú trọng về sự tướng tu trì, cho biết sự chưa tròn là lý chưa viên, lý viên là nhờ sự tròn. Thí như người tu đức từ bi, nếu chưa phổ cập đến loài di tế côn trùng, hộ mạng côn trùng, thì lòng từ bi chưa tròn. 2. Phật khen Ngài Viên Giác Bồ Tát. Khi ấy, Đức Thế Tôn khen Ngài Viên Giác Bồ Tát và bảo rằng: Này Thiện Nam, hay lắm và quý lắm. Ông thưa hỏi Như Lai những phương tiện tu hành, thế là ông bố thí cho chúng sanh lợi ích rất lớn. Vậy các ông nên lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà chỉ giáo. Khi ấy, Ngài Viên Giác Bồ Tát và đại chúng đều yên lặng và hoan hỷ kính nghe lời Phật chỉ giáo. 3. Phật dạy pháp an cư. Này Thiện Nam, khi Phật còn tại thế hoặc nhập diệt rồi, hay đời mạt pháp, nếu có chúng sanh nào có đủ căn tính đại thừa, tin cái tâm viên giác của Phật, phát tâm tu hành, như ở Già Lam thì phải lo xếp đặt chúng tăng, hoặc có những duyên sự khác không thể chuyên tu tập được, thì tùy phận của hành giả tư duy và quán sát các pháp môn mà ta đã dạy trước. Nếu không có nhân duyên khác, thì hành giả phải lập đạo tràng và định thời kỳ tu tập. Nếu thời gian dài thì 120 ngày, vừa thì 100 ngày, ngắn thì 80 ngày. Cách bài trí trong tịnh thất phải treo tràng phan và đủ cả hương hoa. Như Phật còn tại thế thì nên chánh suy nghĩ, nếu Phật nhập diệt rồi thì an trí hình tượng Phật, mắt nhìn tâm tưởng nhớ, kính đồng như Phật còn hiện tại. Lược giải. Đoạn này Phật dạy hai cách. Một, người phát tâm tu hành, nếu vì bận rộn việc chùa hoặc các duyên sự khác không thể nhập đạo tràng chuyên tu được, thì hành giả nên quán sát các pháp môn của Phật đã dạy như trong chương Phổ Nhãn, vân vân. Hai, nếu không có duyên sự gì bận rộn, thì hành giả nên lập đạo tràng và phân kỳ mà tu tập. Trường kỳ là 120 ngày, trung kỳ là 100 ngày, đoạn kỳ là 80 ngày. Nếu Phật còn tại thế thì hành giả chỉ chánh tâm nhớ nghĩ Đức Phật, khỏi cần có hình tượng. Nếu Phật nhập diệt rồi thì nên thờ tượng Phật để mắt nhìn tâm tưởng kính như Phật còn tại thế.
Chú thích: chữ mạt pháp. Giáo pháp của Phật có chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, chánh pháp 1000 năm. Thời kỳ thứ hai, tượng pháp, mường tượng như chánh pháp 1000 năm. Thời kỳ thứ ba, mạt pháp, rốt ngọn 10000 năm. Hiện nay là năm 1992, Phật lịch năm 2536, thế là đã sang mạt pháp 536 năm. 4. Phật dạy 21 ngày đầu ở trong tịnh thất. Trải qua 21 ngày đầu, hành giả kính lại danh hiệu của các đức Phật trong 10 phương và chí thành sám hối. Nếu gặp cảnh giới tốt thì hành giả tâm được nhẹ nhàng thư thới. Qua 21 ngày rồi, hành giả phải chuyên nhiếp vọng niệm. Lược giải: người mới tu giới đức chưa đủ, thân tâm chưa được thanh tịnh nên không có năng lực tu định huệ. Vì thế nên lúc ban đầu phải lập đạo tràng, hành giả phải trải qua 21 ngày đầu lễ Phật và sám hối, cũng như cái chén cần rửa cho sạch mới có thể đựng đề hồ được. Hành giả phải nhất tâm thực hành như vậy thì thân mới được thanh tịnh. Trong 21 ngày, hoặc căn lành phát hiện hay có cảm ứng, hành giả thấy được tiềm lành, thời thân tâm sẽ được khoan khoái. Cảnh giới tốt như ở trong chiêm bao thấy Phật, hoặc khi làm lễ sám hối thấy hào quang, vân vân. 5. Phật dạy an cư 3 tháng theo Bồ Tát thừa. Này thiện nam, nếu gặp đầu mùa hạ 3 tháng an cư, thì hành giả phải an trụ nơi hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, tâm lìa tư tưởng của tinh văn, không nhờ đồ chúng. Đến ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật phát nguyện như vậy: con là tỳ kheo tên gì, hoặc tỳ kheo ni Ưu Bà Tắc hay Ưu Bà Di, nguyện tu theo hạnh tịnh diệt của Bồ Tát thừa, trụ trì nơi thật tướng, lấy đại viên giác làm già lam. Thân tâm con an cư nơi bình đẳng tánh trí hay tự tánh niết bàn, không có hệ thuộc xứ sở. Con nay chẳng y theo thinh văn, con kính thỉnh 10 phương chư Phật và các vị Bồ Tát cùng với con đồng làm pháp an cư 3 tháng. Con vì một nhân duyên lớn là tu Bồ Tát hạnh, cầu chứng quả vô thượng diệu giác, nên không hệ phược đồ chúng. Tu như thế mãn 3 thời kỳ rồi, tùy ý hành giả ra vào vô ngại, đây gọi là Bồ Tát thị hiện an cư. Lược giải: đoạn này chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, Phật dạy hành giả lập thời kỳ tu tập như vậy chưa đủ mà phải an cư 3 tháng, bắt đầu từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 âm lịch. Người phát tâm Bồ Đề tu theo duyên giác thì phải an cư theo Bồ Tát hạnh, nghĩa là không cần phải tập chúng an cư theo luật của tiểu thừa, mà tâm của hành giả phải luôn luôn an trụ nơi hạnh thanh tịnh của Bồ Tát. Bởi thế nên trên nguyên văn kinh nói: tâm rời tư tưởng của thinh văn, không nhờ đồ chúng. Phần thứ hai, đến ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật bạch như vậy: con tên thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni Ưu Bà Tắc là thiện nam, hay Ưu Bà Di là tín nữ. Nay y theo pháp đại thừa, tu theo hạnh tịch diệt của Bồ Tát, lấy viên giác làm chùa, thân tâm con thường an trụ nơi tự tánh niết bàn hay bình đẳng tánh trí. Phần thứ ba, hành giả đối trước Phật phát nguyện rằng: con nay chỉ muốn tu hạnh viên giác, nên không theo luật an cư của thinh văn, tiểu thừa, không tập chúng tăng an cư, mà con chỉ cầu thỉnh 10 phương chư Phật và Bồ Tát cùng với con làm pháp an cư trong 3 tháng. Hành giả an cư như thế 3 tháng, sau khi mãn thời kỳ rồi, tùy ý đi tới lui không ngại. Chữ tịch diệt nghĩa là diệt các phiền não, tâm được tịch tịnh, tức là nói y theo tâm chân như, không sanh diệt mà tu. Chữ thật tướng nghĩa là tướng chân thật, tướng này không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển dời, tức là chỉ cho chân như thật tướng, cũng là cái biệt danh duyên giác.
Duyên giác làm chùa, nghĩa là tiểu thừa an cư thì lấy sự tướng là cảnh chùa già lam của mình ở làm nơi tu hành. Bồ Tát an cư thì lấy lý tánh là duyên giác làm chùa của mình ở tu, nên nói lấy duyên giác làm chùa. Bình đẳng tánh trí, nghĩa là hành giả đã an cư nơi thật tướng, tức là tánh duyên giác, nên sáu căn ở thân không tạo nghiệp, sáu thức không dông ruổi theo sáu trần. Lúc bấy giờ năm thức trước chuyển lại làm thành, sở, tác, trí. Thức thứ sáu chuyển thành diệu quan sát trí. Khi hành giả chưa an trụ nơi duyên giác thì thức thứ bảy này chấp ngã, nhơn, bỉ, thử. Đến khi hành giả an trụ nơi duyên giác thì thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí. Lúc bấy giờ thức thứ tám không còn bị thức thứ bảy chấp làm ngã nữa, nên thức thứ tám chuyển thành đại duyên cảnh trí. Chữ Niết Bàn tự tánh cũng gọi là tánh tịnh Niết Bàn, tức là biệt danh của chân như hay duyên giác. Chữ không hệ thuộc xứ sở, nghĩa là tiểu thừa an cư phải có cảnh chùa để làm đạo tràng xứ sở. Đến như Bồ Tát thì chỉ lấy Niết Bàn tự tánh làm đạo tràng, nên nói không hệ thuộc xứ sở. Chữ vô thượng diệu giác, nghĩa là quả vị Phật sáng suốt, giác, mầu nhiệm, diệu, không có quả vị nào trên, vô thượng. 6. Khi thấy thắng cảnh, hành giả chớ nên chấp trước. Này thiện nam, như chúng sanh đời mạt pháp muốn tu hành để cầu đạo Bồ Tát, trong khi vào tu ba thời kỳ này, nếu thấy có các thắng cảnh hiện ra mà không đúng như hành giả đã nghe thấy thì quyết không nên chấp thủ. Lược giải. Đoạn này Phật dạy hành giả khi tu, nếu thấy hiện ra cảnh giới thù thắng không nên luyến trước. Hành giả khi dụng công tu hành, cố nhiên sẽ có cảnh giới thù thắng lạ thường hiện ra. Song nếu sanh tâm chấp trước, không phân biệt chánh tà, thì hành giả dễ mắc lưới ma. Cho nên hành giả phải thấy các cảnh giới ấy đúng như sự nghe học của mình, nghĩa là lời Phật dạy hoặc thiện tri thức bảo hay trong kinh sách dạy như thế nào, thì khi các cảnh ấy hiện ra phải đúng như thế ấy mới gọi là chân chính. Trái lại là ngũ ấm ma hiện, nên xem đoạn ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm: phàm người tu hành không ai chẳng nhơn nghe hiểu rồi sanh lòng tin. Nhơn có tin mới tu, nhơn tu mới có chứng, chứng là kết quả của nghe, tin và tu. Thế nên tin, hiểu, tu và chứng trước sau phải hiệp nhau. Nếu chỗ chứng, cảnh giới hiện ra không hiệp với sự nghe thì bất luận hiện ra cảnh giới thiện hay ác cũng đều là ma cả. 7. Tu chỉ Samatha. Này thiện nam, như có các chúng sanh tu pháp chỉ, trước giữ chỗ chí tịnh, không khởi vọng niệm nhớ nghĩ, do yên lặng tột bực nên trí giác hiện ra. Như vậy từ khi mới bắt đầu tịnh và ở một thân, cho đến khắp cả một thế giới đều tịnh. Cũng thế, trí giác bắt đầu hiện ra ở một thân, cho đến khắp cả một thế giới đều giác. Này thiện nam, khi trí giác đã hiện khắp một thế giới, thì trong thế giới ấy nếu có một chúng sanh nào móng lên một niệm, lúc bấy giờ hành giả đều biết cả, cho đến trăm ngàn thế giới cũng thế. Các cảnh giới ấy nếu không phải đúng như sự nghe của hành giả thì quyết chẳng nên chấp thủ. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật dạy hành giả khi tu định đến chỗ tột bực nên trí giác huệ phát sinh. Bởi từ một thân tịnh cho đến một thế giới tịnh, nên trí giác phát ra cũng từ một thân cho đến khắp cả thế giới. Vì cả thế giới đều là trí giác của hành giả, nên có một chúng sanh nào vừa móng niệm thì hành giả đều biết hết. Song những cảnh giới đã hiện ra phải đúng như sự thấy nghe mà hành giả đã từng nghe thiện tri thức hay trong kinh chỉ dạy, như thế cảnh ấy mới chánh. Nếu trái lại là ngũ ấm ma hiện. Ngài Như Sơn nói: vì toàn cả thế giới đã thành giác, nên chúng sanh toàn ở trong giác tánh của hành giả. Bởi thế nên khi chúng sanh khởi ra một niệm gì thì hành giả đều biết cả.
cũng như bóng đã hiện trong gương, nên gương chiếu không sót. Trong kinh Viên Giác Lược Sớ chép, hành giả tin, hiểu, tu và chứng tuy thứ lớp không đồng, nhưng phải không khác, nghĩa là hiểu theo chỗ mình tin, tu là tu theo chỗ mình hiểu, chứng là chứng theo chỗ mình tu. Nay những cảnh giới của hành giả chứng nếu không phải đúng như chỗ hiểu, tin và tu thì không nên chấp thủ. 8. Tu quán Tam Ma Bát Đề. Này thiện nam, nếu chúng sanh tu pháp quán thì trước phải nhớ tưởng mười phương các đức Phật và các vị Bồ Tát, rồi y theo các pháp môn của Phật dạy đó mà siêng năng cần khổ tuần tự tu hành, đặng thành tam muội và phát nguyện rộng lớn, tự huân tập thành chủng tử. Trong lúc tu, nếu có hiện ra những cảnh giới gì mà không đúng như chỗ nghe của hành giả thì chớ nên chấp thủ. Lược giải: Phật dạy người tu quán trước phải nhớ tưởng các đức Phật và Bồ Tát, rồi y theo các pháp môn của Phật dạy mà siêng năng khổ hạnh tuần tự tu hành để thành tam muội, và phải phát đại nguyện huân tập vào tâm thức của hành giả để thành chủng tử. Trong khi tu, nếu có những cảnh giới gì hiện ra mà không đúng như chỗ của hành giả đã nghe thầy bạn dạy bảo hay trong kinh luật chỉ giáo thì không nên chấp thủ, vì đó là ma hiện. Tam muội, xem đoạn giải thứ hai trong chương Phổ Hiền Bồ Tát. 9. Chỉ quán song tu thiền na. Này thiện nam, nếu có chúng sanh muốn tu thiền na thì trước phải tu pháp môn sổ tức. Trong tâm hành giả biết rõ được mỗi niệm khi sanh, trụ, vị và diệt, phân biệt được ranh giới và số mục của các niệm, cho đến khắp cả bốn oai nghi. Hành giả cũng đều hiểu biết phân biệt được rõ ràng số mục các niệm, lần lượt tăng tiến cho đến trong trăm ngàn thế giới, dù vật nhỏ như một hạt mưa, hành giả cũng đều biết hết, cũng như con mắt thấy các vật dụng. Trong khi tu, nếu thấy có hiện ra cảnh giới gì không đúng như sự thấy nghe của hành giả thì không nên chấp thủ. Đây là phương tiện đầu tiên tu hành của hành giả, tức là ba pháp quán. Nếu các chúng sanh tinh tấn siêng tu ba pháp quán này được hoàn toàn, tức là Như Lai xuất hiện ở thế gian vậy. Lược giải: Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật, hành giả đối với ba pháp quán tu pháp nào trước? Phật dạy trước tu pháp chỉ, giữa tu pháp quán và sau chỉ quán song tu. Đoạn này Phật dạy chỉ quán song tu, người tu pháp này trước phải tu pháp sổ tức, đếm hơi thở. Nhờ có điều hòa hơi thở nên tâm được tịnh, chỉ. Nhờ tâm được tịnh nên những vọng niệm thô tế, khi sanh, trụ, dị và diệt, giới hạn của nó dài ngắn, lâu mau, nhiều hay ít, hành giả đều biết được hết. Quán: Hành giả tịnh tọa dụng tâm tu pháp quán như vậy, khi mới thành công, thời trong tất cả thời gian động tịnh như đi đứng nằm ngồi vân vân, hành giả đều hiểu biết phân biệt được rõ ràng mỗi niệm, khi sanh, trụ, dị và diệt, giới hạn dài ngắn hay lâu mau và ít nhiều vân vân. Đến lúc thành công hoàn bị thì trong trăm ngàn thế giới có những vật gì, cho đến có bao nhiêu hạt mưa, hành giả cũng đều biết được hết. Không phải hành giả hiểu biết một cách lờ mờ mà hiểu một cách rõ ràng, cũng như mắt xem thấy các sự vật thụ dụng vậy. 10. Tóm tắt. Này thiện nam, nếu chúng sanh đời mạt pháp tâm muốn cầu đạo, nhưng vì nghiệp chướng đời trước nặng nề, căn tánh ám độn nên tu hành khó thành tựu, thì phải siêng năng sám hối, thường sanh tâm trong mong đoạn trừ các phiền não, thương ghét, tật đố, dối nịnh vân vân, và tìm cầu quả vị cao thượng thù thắng. Đối với ba pháp quán thanh tịnh này, tùy hành giả tu một pháp, nếu tu pháp quán này không thành tựu thì tu pháp quán khác, lần hồi cầu chứng, chớ nên thối tâm buông bỏ. Lược giải:
Đại ý đoạn này Phật dạy, nếu chúng sanh đời sau căn tánh ám độn, nghiệp chướng nặng nề, muốn cầu Phật đạo nhưng không thành tựu, thì phải siêng năng sám hối, tâm thường trong mong đoạn các phiền não. Đối với ba pháp quán, nếu tu pháp này không thành tựu thì tu pháp khác, dốc lòng cầu chứng đạo, không nên thối tâm. 10. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Duyên giác ông nên biết, tất cả các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng phải lập ba thời kỳ: 21 ngày đầu sám hối nghiệp vô thỉ, vậy sao chánh suy nghĩ, nếu phi cảnh đã nghe thì chẳng nên chấp thủ. Pháp chỉ rất tịch tịnh, pháp quán chánh nhớ nghĩ, thiền na rõ đếm hơi, thế gọi là tịnh quán. Người siêng năng tu tập, thế gọi Phật hiện thế. Kẻ độn căn chẳng thành thì phải siêng sám hối, các tội từ vô thỉ, các tội chướng tiêu rồi, cảnh Phật liền hiện trước. Lược giải. Đại ý bài kệ này Phật dạy các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì phải phân ba thời kỳ tu tập. Khi vào tịnh thất, trong 21 ngày đầu, hành giả phải chí tâm sám hối các nghiệp chướng từ vô thỉ, sau rồi chánh tâm suy nghĩ. Trong lúc tu, như có hiện ra cảnh giới gì, nếu không đúng với chỗ thấy nghe của hành giả thì chớ nên chấp thủ. Nếu hành giả siêng năng tu tập ba phép quán thanh tịnh là chỉ quán và chỉ quán song tu thì gọi là Phật hiện thế. Nếu người nào căn tánh ám độn không thể tu ba pháp môn này được thì nên siêng năng sám hối các tội từ vô thỉ. Khi các tội chướng tiêu diệt rồi thì cảnh Phật liền hiện ra trước mặt.